giới trẻ rủ nhau thăm nơi Tuyên ngôn Độc lập ra đời. Khoảng một tuần nay, mạng xã hội liên tục nhắc về địa điểm nơi bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 2 tháng 9 năm 1945 ra đời. Những ngày này có hàng dài người đang xếp hàng vào tham quan di tích lịch sử số 48 Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, đa phần là người trẻ. Mọi người không đến check-in mà đều chăm chú đọc, tìm hiểu các tư liệu lịch sử. Căn nhà 48 Hàng Ngang là của gia đình ông Trịnh Văn Bô, một nhà tư sản dân tộc được giác ngộ cách mạng sớm và trở thành đảng viên cộng sản. Ông là thành viên tích cực tham gia phong trào Việt Minh và là cơ sở bí mật của nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Lương Bằng, nguyên phó chủ tịch nước 1969-1979. Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở và làm việc tại cơ sở này từ ngày 25 tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 1945. Sau này, căn nhà được gia đình ông Trịnh Văn Bô hiến tặng cho nhà nước và trở thành một di tích lịch sử. Một nhân viên quản lý tại di tích 48 Hàng Ngang cho biết người dân có thể đến tham quan từ thứ ba đến thứ bảy hàng tuần. Địa điểm này trước đây ít khách biết đến nhưng mấy ngày gần đây được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Càng gần đến ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng khách đến tham quan càng đông, trung bình mỗi ngày có vài trăm người. Như riêng trong sáng 24 tháng 8 có hơn 200 người ghé thăm.